Chiều ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với ông Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc IBC và 6 người trong vụ bán rẻ 24.984m2 đất khu tái định cư An Phú Tây, gây thiệt hại cho nhà nước 127,6 tỷ đồng. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Tề Trí Dũng 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, ông Dũng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 19 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham mô tài sản trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt ông Dũng 15 năm tù về tội tham mô 1,58 tỷ đồng tiền thù lao khen thưởng tại công ty Sepzone Linh Trung. Tổng hợp hình phạt chung mà ông Dũng phải chấp hành là 30 năm tù. Các bị cáo còn lại có mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Thông tin chi tiết đã đăng tải trên tuổi trẻ.vn.